Đầu yêu Trung chào các bạn nha. Hôm nay thì Trung giới thiệu tới các bạn cái mẫu chậu tròn, mẫu khuôn chậu tròn quay gáp một thước hai. Thì bộ khuôn nó gồm có những cái bộ phận như sau. Đầu tiên là nó có hai cây trụ. Cây dài thì các bạn gắn vô quay chậu. Cây ngắn thì mình để quay chân đôn. Và nó có một cây tăng đưa. Cây tăng đưa để gắn khuôn vô. Thì tăng đưa thì bên trên và bên dưới chúng ta đóng gấp đạn, nên là khi các bạn gắn cây cốt vô thì quay rất là nhẹ nhàng. Đó là cây còn gọi tóm là cây Kumba nha bạn. Thì tiếp theo là cái bộ khuôn quay dĩ. Khuôn quay dĩ nó có cái miếng khuôn. Ở miếng khuôn là cái miếng trắng trắng, còn cái miếng đen đen là cái miếng gạch cát nha bạn. Tiếp theo thì cái bộ dao quay đôn. Dao quay đôn nó còn gọt cái miếng khuôn bên ngoài đó. Thì trên cái khuôn chúng ta ghi những cái dòng chữ rất rõ ràng, ví dụ là khuôn đôn, chúng ta ghi cái khuôn quay đôn để các bạn không có nhầm lẫn. Thì tiếp theo cái bộ phận thứ ba là cái dao quay chậu. Thì các bạn lưu ý là đằng sau khuôn chúng ta ghi cái khuôn quay chậu và những cái số thứ tự trên cái khuôn. Thì số thứ tự như thế là nó sẽ tương ứng với cái miếng giấy hướng dẫn. Thì khuôn sẽ kèm theo cái miếng giấy hướng dẫn. Ví dụ là về các bạn đo thước tất thì nó đã có trong cái miếng giấy hướng dẫn, thì nên là các bạn yên tâm hơn. Thì chúng đang cầm trên tay là cái miếng G-âm. Cái G-âm này để khi các bạn quay gạch cát xong thì các bạn gắn cái miếng G-âm vô cái dao quay chậu để mình quay nó có G-âm, để các bạn mình dán chữ, dán quay văn nha bạn. Thì khuôn thì nó sẽ đi kèm theo cái bộ chữ và quay văn. Thì cái bộ dao 1m này thì nó gồm theo cái bộ chữ Phúc Lộc Thọ. Thì bộ khuôn chữ Phúc Lộc Thọ thì chất liệu khuôn thì bằng silicon. Thì về các bạn đổ là các bạn đầu tiên các bạn quét dầu ăn bên trong cái khuôn, rồi các bạn chọn hòn dẻo, các bạn lắp vô cái chữ và mình đổ. Còn nó đi kèm theo cái miếng G, thì đây là cái miếng G qua văn cuốn thư đá nha bạn. Đó, về các bạn đổ theo công thức. Thì những cái video chúng ta cũng chia sẻ trên YouTube rất là nhiều. Thì trên đây là toàn bộ chi tiết cái bộ khuôn chậu tròn 1m. Thì các bạn nào mình có nhu cầu, các bạn mua khuôn, các bạn liên hệ với Trung. Trung cảm ơn các bạn rất là nhiều.